Và Vọng xin kính chào tất cả các bác. Trên màn hình nhỏ của các bác đây là hai mẫu đồng hồ rất là đẹp đến từ hai thương hiệu nổi tiếng của đất nước Pháp. Một chiếc thuộc thương hiệu Verdet và một chiếc thuộc thương hiệu đồng hồ cổ Zula. Và bây giờ sẽ mời các bác cùng em đi tìm hiểu một chút về những cái nét thiết kế trên từng thương hiệu và đặc biệt sẽ là tiếng chuông của từng thương hiệu, xem thương hiệu nào sẽ có cái điểm nổi bật hơn. Còn về tiếng chuông thì chắc chắn hai chiếc đồng hồ này đều chơi cái bản nhạc truyền thống trên những chiếc đồng hồ côn cổ. Đó là cái bản nhạc Westminster, 15 phút điểm nhạc một đợt. Bây giờ sẽ gửi tới các bác đó là một chiếc đồng hồ Verdet trước. Chiếc này sẽ có cái mã số là 3277. Và đây là một mẫu thiết kế thùng rất là kinh điển của thương hiệu Verdet. Có thể nói đây là một cái mẫu thùng nó làm nên thương hiệu của tên thương hiệu cho thương hiệu Verdet đấy ạ. Và nếu các bác dịch từ thương hiệu Verdet từ tiếng Pháp ra, đây là một thương hiệu ngôi sao. Ở đây thì em đang có một thiết kế thùng vân nùi đối xứng các bác ạ. Các bác có thể thấy là những cái phần gỗ vân nùi được ghép đối xứng nhau này. Và một cái chi tiết rất là điển hình đó là bông lúa mạch chùm hoa được thiết kế một kích thước rất là lớn các bác ạ, đối xứng hai bên cánh thùng. Một mẫu thiết kế thùng bẻ cong các bác nhé. Các bác sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái phần thùng rất là mềm mại đây. Và đây là một cái mẫu thùng rất là đẹp, em phải nói rất là đẹp, của thương hiệu Verdet luôn. Đánh giá tổng thể về ngoại hình bên ngoài của chiếc đồng hồ Verdet này thì em đánh giá cái ngoại hình bên ngoài nó đạt cái mức độ đẹp trên 96%. Các bác cùng em tự tìm hiểu và cùng ngắm nhìn nhá. Đây, em đang quay rất là chậm đây. Thùng vân nu nên nó sẽ có cái độ bắt sáng cực kỳ là tốt và đặc biệt là nó sẽ tạo nên những cái đường nét gỗ nổi lên một cách tự nhiên và hài hòa. Đấy, các bác có thể thấy là thiết kế rất là đẹp, hài hòa đúng không ạ? Đặc trưng của thương hiệu Verdet, mặt kính trên sẽ là mặt kính cong mò này. Bên dưới em đang có một cái phần kính họa tiết hoa văn kết hợp với quả nắc tròn màu trắng ở bên trong đấy ạ. Rất là đẹp, thiết kế thùng nó mềm mại nhưng càng nhìn càng thấy sang trọng đúng không các bác? Và bây giờ sẽ đi vào bên trong luôn. Đây là bên trong của một chiếc đồng hồ cổ Verdet các bác nhé. Các bác để ý giúp em quay rất là chậm để các bác có thể nhìn được tất cả mọi chi tiết quan trọng trong chiếc đồng hồ Verdet này. Đối với thương hiệu Verdet thì lúc nào cũng có một cái bảng, đây, một cái tờ giấy hướng dẫn hoặc là một cái tờ giấy thông số đúng không các bác. Còn những cái phần kính nẹp thì được bo viền nẹp một cách rất là chắc chắn và tỉ mỉ luôn. Đối với thương hiệu Verdet thì các bác sẽ đến với một thương hiệu cực kỳ là tỉ mỉ. Ví dụ như đây là tay cót sẽ được cái bên hông này và phần tay cót đặc trưng này, khóa gông đầy đủ này các bác này. Và rất là ít thương hiệu có hai thanh bắt chống máy. Phải nói là chỉ có mỗi thương hiệu Verdet mới có hai thanh bắt chống máy các bác nhá. Hai cần khóa chuông hai bên luôn này. Đấy, ngoài ra còn có cả cái cơ chế khóa ngựa ở bên dưới đây các bác này. Phải nói là những thương hiệu của Đức và Pháp gần như là không có, chỉ có thương hiệu Verdet có thôi các bác nhá. Rất là tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ một, chăm chút một cách rất là hoàn hảo luôn các bác ạ. Còn đối với thiết kế thùng bè thì chắc chắn sẽ chơi trên cái bộ gông chữ T. Và đây là bộ gông thép các bác ạ, đặc trưng của thương hiệu Verdet luôn, không sai đi đâu được. Còn bên trong, tất nhiên rồi, một bộ máy vách đồng nhá. Vách đồng đây, bộ máy này em đã lau dầu căn chỉnh và nguyên bản để các bác sở hữu và sưu tầm và chơi. Bây giờ sẽ mời các bác cùng em thử qua một chút về cái tiếng chuông bản nhạc quét trên chiếc đồng hồ cổ Verdet này. Rất là ngân nga đúng không các bác? Quả đúng là tên thương hiệu ngôi sao. Một cái
chiếc đồng hồ ngôi sao sáng. Và tất nhiên rồi, bên dưới thì cái phần mặt số chúng ta sẽ có một cái phần mặt số bát giác 5, tên logo thương hiệu Voidex này. Và đây là cái bộ kim đặc trưng của thương hiệu Voidex các bác nhá. Không thể thiếu được cái thông số Made in France, thể hiện đây là một chiếc đồng hồ được sản xuất tại Pháp các bác ạ. Còn có cả tên người chủ cũ sở hữu đây các bác này. Cái bộ mặt số này thì em đánh giá nó còn đẹp trên 90%. Tất cả mọi số trên cái nền mặt số nó còn đều rõ nét và các bác sẽ nhìn thấy rất là rõ nét luôn. Đóng chiếc đồng hồ Voidex này lại và mời các bác nhìn xa, nhìn tổng thể vẻ đẹp của một chiếc đồng hồ ngôi sao sáng một lần nữa. Bây giờ em sẽ chuyển qua một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Zura. Một mẫu thiết kế thùng thắt nơ rất là đẹp đúng không ạ? Cũng vẫn là thiết kế thùng vân nu, nhưng ở đây chúng ta có thêm một chiếc tay cầm. Và các bác để ý xem, tay cầm này nó không khác gì tay cầm của thương hiệu Odo đúng không ạ? Chiếc này là chiếc Zura sẽ có cái mã số là 3240. Nhìn qua một chút, thiết kế vân nu rất là đẹp, hài hòa. Và người ta đã ghép những cái miếng vân nu nhỏ khác màu để tạo lên cái điểm nhấn nổi bật cho chiếc đồng hồ. Đặc biệt là cái chi tiết chùm, đây gọi là chùm đào nhá. Thiết kế đối xứng hai bên cánh thùng. Đây là những cái phần vân nu được ghép rất là nhỏ này, khác màu nhá, tỉ mỉ, đối xứng cân đối luôn. Bên này cũng thế các bác này. Đấy, thiết kế hai cái thắt nơ hai bên đây các bác này. Đấy, nhìn chiếc đồng hồ nó rất là sang trọng, rất là gọn nhưng nó đầy đủ cái tính chất và đầy đủ cái ý nghĩa của người phương Tây. Mặt số đây gọi là bộ mặt số nổi bát giác 5, số nổi đen. Còn bên dưới sẽ là một cái phần kính họa tiết hoa văn cũng kết hợp với quả nắp trắng ở bên trong đây các bác này. Nếu mà đánh giá về cái tổng thể ngoại hình bên ngoài của chiếc đồng hồ Zura này thì em đánh giá chiếc đồng hồ Zura này nó còn đẹp trên 94-95%. Đấy, các bác cùng em nhìn chậm một chút nha. Em sẽ quay rất chậm từng chi tiết nhỏ một bên ngoài của chiếc đồng hồ. Phần vân nu được ghép rất là hoàn hảo luôn các bác ạ. Đối xứng nhìn từ xa đây, tuyệt vời luôn. Bây giờ sẽ đi vào bên trong luôn. Và đây là bên trong của một chiếc đồng hồ cổ Zura các bác nhá. Cũng còn đầy đủ luôn. Phần kính nguyên zin cũng được nẹp một cách chắc chắn đây các bác này, trên và dưới này. Còn bên trong sẽ có một cái phần cài, đây là phần cài tay lên cót và phần cài quả nắp. Hai con ốc chống tường hai bên còn đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, còn giữ đây một chút cái tem mát gọi là kỷ niệm này. Đấy, bộ gông thép luôn các bác nhá. Còn đây, đây là cái bộ mặt số đây. Bộ mặt số, phải nói đây là cái bộ mặt số em nhận xét nó còn đẹp nên trên tới tầm trên 98%. Số nổi đấy các bác nhá, chứ không phải số in đâu. Đây các bác nhìn này, số nổi đây này. Đó, và cái bộ kim đặc trưng của thương hiệu Zura không sai đâu được. Ba lỗ vành khuyên cót còn nguyên này. Và các bác sẽ thấy là người chủ cũ người ta sử dụng rất là tốt, rất là ít cái vết bẩn hoặc là cái vết xước xác trong quá trình mà người ta lên cót cũng như sử dụng. Sở hữu một bộ gông này, gông thép nhưng cái phần củ gông nó không khác gì củ gông của thương hiệu Odo đúng không các bác? Giá mà có thêm chữ 101 đây nữa thì quá tuyệt vời, nhưng không các bác nhá. Gông của thương hiệu nào sẽ đi với thương hiệu đấy, không thể lắp nịch được đâu các bác ạ. Hình dáng nó giống thôi. Thanh bắt chống máy còn đây các bác nhá. Và cũng là một cái bộ máy vách đồng rất là đẹp. Các bác nhìn cái phần chi tiết trục bánh nào nó còn trắng sáng một thép như thế này. Vách máy thì màu vàng, nồi cót đây các bác nhá. Tất cả mọi chi tiết đều nguyên bản luôn. Em cũng đã lau dầu căn chỉnh rồi. Các bác chỉ việc về treo lên và chơi thôi. Và bây giờ mời các bác thử thưởng thức qua một chút về tiếng chuông của chiếc đồng hồ Zura này. Phải nói là lâu lâu mới sở hữu được một chiếc đồng hồ Zura đánh chuông hay như thế các bác ạ. Tiếng chuông rất là tròn tiếng và độ trong độ ngân rất là cao. Một chiếc này còn sở hữu thêm một cái thiết kế mặt số nổi nữa, hết ý. Ngoài ra đây là một thiết kế nguyên zin nguyên bản, thùng vân nu cực kỳ là đẹp. Tay cầm thì không khác gì một chiếc đồng hồ Odo đúng không ạ. Nhìn kiểu dáng thì không nhầm thì cũng na ná như một chiếc đồng hồ Odo đấy các bác ạ.
Rồi vừa rồi em đã gửi tới các bác hai mẫu đồng hồ rất là đẹp của hai thương hiệu nổi tiếng của đất nước Pháp. Bác nào muốn sở hữu chiếc đồng hồ nào thì các bác hãy đọc cái mã số lên để bên Vang Vọng sẽ hỗ trợ bác cách sử dụng, cách thanh toán cũng như cách vận chuyển. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ Vang Vọng.